bạn đến với kênh tin mới hay nhất. Vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba khó thay thế Trịnh Sảng để đóng với Dương Dương? Việc Địch Lệ Nhiệt Ba được truyền thông Hoa ngữ dự đoán sẽ đóng Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên cùng Dương Dương gây nhiều tranh cãi trái chiều. Địch Lệ Nhiệt Ba có thay thế được Trịnh Sảng? Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa ra dự đoán bộ phim từng làm mưa làm gió khắp châu Á Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên sẽ làm bản remake và vai diễn Trịnh Sảng sẽ giao cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Nguyên nhân vì Trịnh Sảng dính án phong sát nên cô không thể tiếp tục đóng phim nữa, dù tác phẩm này từng góp phần đưa nữ diễn viên lên hàng sau hạng A của Hoa ngữ. Như một thông lệ, các bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạng luôn nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ vì có nội dung ngôn tình. Một trong số đó chính là Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên đã xuất sắc trở thành một trong số 5 phim truyền hình có lượt xem online khủng nhất mọi thời đại của Hoa ngữ lúc bấy giờ. Thế nhưng sau bê bối của Trịnh Sảng, mới đây, bộ phim này đã bị gỡ hết trên nền tảng xem phim, để lại sự nuối tiếc cho khán giả. Tuy nhiên, việc phim được remake lại phần nào giúp khán giả yêu thích tác phẩm này có dịp được xem lại một phiên bản mới mẻ hơn. Nam chính Tiêu Nại trong phim vẫn sẽ giao cho Dương Dương, còn nữ chính sẽ thay thế Trịnh Sảng là Địch Lệ Nhiệt Ba, được xem là sự lựa chọn hợp lý. Bởi trước đó, cả Địch Lệ Nhiệt Ba lẫn Dương Dương cũng từng đóng chung một phim ngôn tình với nhau và tạo hiệu ứng tốt với khán giả. Xét về độ nổi tiếng, tài sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn đủ sức thay thế Trịnh Sảng. Đặc biệt, thời gian qua, nữ diễn viên có nhiều tiến bộ trong diễn xuất. Điều này góp phần củng cố niềm tin của khán giả dành cho cô. Cặp sao từng hợp tác chung phim trước đó, Ảnh, Xin Hưa, vẫn còn nhiều tranh cãi. Bên cạnh những lợi thế, việc Địch Lệ Nhiệt Ba thay thế Trịnh Sảng đóng Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên vấp phải không ít tranh cãi từ cư dân mạng. Đa số các ý kiến cho rằng, bộ phim thuộc top các tác phẩm nổi tiếng hàng đầu Hoa ngữ, việc thay đổi diễn viên là bất hợp lý, nên để nguyên tác dù cho có bị gỡ thì cũng không nên remake. Hơn thế, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng dính một số ồn ào đời tư nên cô khiến không ít khán giả mất cảm tình khi vào vai một cô gái dễ thương trong phim. Bên cạnh đó, dấu ấn mà Trịnh Sảng để lại trong Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên quá lớn sẽ là một áp lực không nhỏ cho những diễn viên muốn thay thế. Trước đó, một ngôi sao hot hàng đầu Hoa ngữ từng được dự đoán sẽ thay thế Trịnh Sảng đóng bối Vivi trong Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên cũng bị khán giả phản đối vì lý do kể trên là Triệu Lệ Dĩnh. Trịnh Sảng cầu xin trở lại sau bê bối mang thai hộ. Dân mạng đồng loạt mỉa mai. Trước lời cầu xin khẩn thiết của Trịnh Sảng, dân mạng Trung Quốc không khoan dung, còn đồng loạt mỉa mai nữ diễn viên. Trịnh Sảng gây chú ý khi chia sẻ bài viết của Hiệp hội Diễn viên về việc chỉnh đốn tác phong, đạo đức của nghệ sĩ, cũng như kêu gọi không chạy theo dư luận mà giải quyết mọi vấn đề dựa trên pháp luật. Xin ghi nhớ và tự kiểm điểm những hành vi cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Một lần nữa, tôi xin lỗi Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, lãnh đạo các cấp và xã hội về những ảnh hưởng xấu do ồn ào thuê người mang thai hộ của tôi. Tôi xin nhận sự phê bình và góp ý của quần chúng. Một lần nữa tôi xin lỗi, mong các cấp lãnh đạo và xã hội cho tôi một cơ hội để làm rõ sự thật, cô viết. Động thái mới này cho thấy Trịnh Sảng không còn cố chấp như trước, chấp nhận cúi đầu xin lỗi với hy vọng có cơ hội trở mình sau ồn ào mang thai hộ, bỏ bê hai con Luca và Luna. Tuy nhiên, sự khẩn thiết của cô không hề lay động được cộng đồng mạng. Vô số những bình luận mỉa mai được để lại bên dưới bài đăng, người đàn bà thiếu tiền, muốn quay lại, đừng tái xuất nữa, không ai chào đón cô đâu, một cô gái ngốc nghếch rơi vào đường cùng. Nghệ sĩ không tài đức sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn. Ngoài ra, một số người cho rằng Trịnh Sảng đang lợi dụng việc dư luận Trung Quốc đang đổ dồn vào scandal tình dục của Ngô Diệt Phàm để tẩy trắng bản thân. Bên cạnh đó, số ít người hâm mộ cũng cầu xin cho Trịnh Sảng cơ hội sửa sai, đứng dậy sau vấp ngã. Trịnh Sảng bị tố lợi dụng bê bối tình dục liên quan đến các cô gái ở độ tuổi vị thành niên của Ngô Diệt Phàm để tìm cơ hội tái xuất showbiz. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, tối muộn cùng ngày, Trịnh Sảng tiếp tục đăng tâm thư khác bày tỏ nỗi lòng. Cư dân mạng nói những tuyên bố của tôi chỉ là rác rưởi. Tôi chấp nhận quan điểm và ý kiến của mọi người, nhưng tôi vẫn quyết định giải thích mọi chuyện bằng tiếng nói của mình. Với tư cách là nghệ sĩ, tôi mong bản thân có thể đáp ứng mọi thứ trong khả năng của mình. Chẳng ai có thể thay tôi làm những việc như ăn, ngủ. Tôi không muốn mất đi khả năng diễn đạt và giải thích mọi thứ dù kỹ năng của tôi chưa đủ tốt, cô viết. Mỹ nhân Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên một lần nữa xin lỗi về scandal mang thai hộ. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân không hề vô trách nhiệm với các con. Cụ thể, để việc sinh con thuận lợi, cô đã ký vào tất cả những giấy tờ, thủ tục cần thiết. Tiếp đến, Trịnh Sảng bày tỏ hy vọng các con được lớn lên trong môi trường đầy đủ, lành mạnh, thay vì chứng kiến những trận đấu tố, xích mích. Cô còn bác bỏ cáo buộc sử dụng hợp đồng âm dương,
những mức cắt xê lên tới 160 triệu tệ, 569 tỷ đồng, chỉ trong 77 ngày quay Thiến Nữ U Hồn. Cơ quan thuế đã nắm được tất cả các dòng tài chính của công ty tôi, cá nhân tôi và gia đình tôi. Tôi tin rằng cơ quan thuế sẽ đưa ra kết quả công bằng không bị ảnh hưởng bởi dư luận, cô nhấn mạnh. Chưa dừng lại ở đó, Trịnh Sảng yêu cầu tình cũ Trương Hằng ngừng tất cả mọi hành vi quấy rối cô và gia đình cô, cũng như sử dụng các con để thu hút sự chú ý trên Internet. Tôi không sợ bất kỳ ai chế giễu, vu khống và khinh thường. Tôi chỉ biết rằng vẫn có những người tin tưởng và ủng hộ sự thật. Đừng cố làm hại bất kỳ ai bằng bạo lực mạng. Internet cũng như con người, có bản chất đa diện. Dư luận luôn chỉ là dư luận, không phải sự thật. Tôi sẵn sàng hợp tác với tất cả các cuộc điều tra, xác minh nhằm mục đích khôi phục sự thật. Tôi chỉ mong các cơ quan liên quan không làm ngơ trước những yêu cầu giúp đỡ của tôi. Tôi mong mọi người cho tôi cơ hội được làm rõ sự thật. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để đổi lấy cơ hội này, cô kết luận. Bài đăng dài này dường như phát huy được hiệu quả xoa dịu dư luận. Thay vì các bình luận chỉ trích chiếm đa số, nhiều dân mạng thể hiện thái độ chờ đợi những hành động cụ thể để đưa sự thật ra ánh sáng từ phía Trịnh Sảng. Từ một ngôi sao hạng A nổi tiếng châu Á, được mệnh danh là nữ hoàng thanh xuân, Trịnh Sảng đi vào lịch sử showbiz hoa ngữ khi trở thành ngôi sao đầu tiên bị Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc, Quản điện, ra văn bản phong sát, cấm sóng trên mọi phương diện vào tháng 1 vừa qua. Nguyên nhân do Trịnh Sảng bị tình cũ Trương Hằng vạch trần sử dụng dịch vụ mang thai hộ, nhưng lại không nhận con, đòi phá bỏ lúc thai nhi 7 tháng. Không chỉ vậy, cô còn bị điều tra nghi vấn sử dụng hợp đồng âm dương để trốn thuế. Liên tục những phốt nghiêm trọng khiến Trịnh Sảng thân bại danh liệt ở tuổi 30. Cô còn bị thất bại trong cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con, hiện đang sống ẩn dật ở Mỹ. Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh tin mới hay nhất. Vì sao Địch Lệ Nhiệt Ba khó thay thế Trịnh Sảng để đóng với Dương Dương? Việc Địch Lệ Nhiệt Ba được truyền thông Hoa ngữ dự đoán sẽ đóng Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên cùng Dương Dương gây nhiều tranh cãi trái chiều. Địch Lệ Nhiệt Ba có thay thế được Trịnh Sảng? Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa ra dự đoán bộ phim từng làm mưa làm gió khắp châu Á Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên sẽ làm bản remake và vai diễn Trịnh Sảng sẽ giao cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Nguyên nhân vì Trịnh Sảng dính án phong sát nên cô không thể tiếp tục đóng phim nữa dù tác phẩm này từng góp phần đưa nữ diễn viên lên hàng sao hạng A của Hoa ngữ. Như một thông lệ, các bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạng luôn nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ vì có nội dung ngôn tình. Một trong số đó chính là Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên đã xuất sắc trở thành một trong số 5 phim truyền hình có lượt xem online khủng nhất mọi thời đại của Hoa ngữ lúc bấy giờ. Thế nhưng sau bê bối của Trịnh Sảng, mới đây, bộ phim này đã bị gỡ hết trên nền tảng xem phim, để lại sự nuối tiếc cho khán giả. Tuy nhiên, việc phim được remake lại phần nào giúp khán giả yêu thích tác phẩm này có dịp được xem lại một phiên bản mới mẻ hơn. Nam chính Tiêu Nại trong phim vẫn sẽ giao cho Dương Dương, còn nữ chính sẽ thay thế Trịnh Sảng là Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là sự lựa chọn hợp lý. Bởi trước đó, cả Địch Lệ Nhiệt Ba lẫn Dương Dương cũng từng đóng chung một phim ngôn tình với nhau và tạo hiệu ứng tốt với khán giả. Xét về độ nổi tiếng, tài sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn đủ sức thay thế Trịnh Sảng. Đặc biệt, thời gian qua, nữ diễn viên có nhiều tiến bộ trong diễn xuất. Điều này góp phần củng cố niềm tin của khán giả dành cho cô. Cặp sao từng hợp tác chung phim trước đó, Ảnh, Xin Hưa, vẫn còn nhiều tranh cãi. Bên cạnh những lợi thế, việc Địch Lệ Nhiệt Ba thay thế Trịnh Sảng đóng Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên vấp phải không ít tranh cãi từ cư dân mạng. Đa số các ý kiến cho rằng, bộ phim thuộc top các tác phẩm nổi tiếng.